lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Tân Hợi sinh năm 1971, nỗ lực hơn người, Phật trời ưu ái, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Tân Hợi thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Tân Hợi đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Tân Hợi, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ cha mẹ, còn với những người tốt với Tân Hợi nên trân trọng và biết ơn điều đó, nhưng Tân Hợi cũng cần phải có chút đề phòng. Bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với Tân Hợi không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Tân Hợi. Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Tân Hợi. Vì thế, nếu sau này người Tân Hợi yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Tân Hợi có thể đặt niềm tin, Tân Hợi cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Tân Hợi đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích, người ta tham vọng sống lâu. Nhưng Tân Hợi chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày, hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Tân Hợi, trên đời này không có gì là nhất cả. Tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Tân Hợi, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Tân Hợi hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Tân Hợi lắng lại. Rồi nỗi đau của Tân Hợi cũng sẽ dần biến mất. Tân Hợi đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Tân Hợi có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Tân Hợi có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Tân Hợi không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Tân Hợi tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Tân Hợi. Hãy nhớ điều này, nếu không Tân Hợi sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau. Cho dù trong cuộc sống bận rộn Tân Hợi ít khi gặp mọi người, nhưng Tân Hợi hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ. Hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Tân Hợi hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng Tân Hợi đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Tân Hợi hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Tân Hợi nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Tân Hợi, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây không để cô bác anh chị Tân Hợi phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Tân Hợi thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Tân Hợi 1971 nỗ lực hơn người, Phật trời ưu ái, đúng 3 tháng tới, nhằm dự ngôn luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Tân Hợi được xa hơn, để bản mệnh Tân Hợi có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an mạnh khỏe. Tuy nhiên luôn có những biến số xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng, dù những dự ngôn, luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Tân Hợi hoan hỷ đón nhận. Thưa quý cô bác anh chị Tân Hợi thân mến, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy Tử Vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới, đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch, vận trình của bản mệnh Tân Hợi sẽ có cả hung lẫn cát. Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Tân Hợi. Tận dụng những lời dự ngôn luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào? Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao. Nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn, thì bản mệnh Tân Hợi cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị Tân Hợi cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất, tử vi tuổi Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch năm 2024 không được thuận lợi cho việc làm ăn, kinh doanh, nguyệt lệnh tuyệt bản mệnh sẽ gặp phải những khó khăn và trắc trở trong công việc, chỉ có duy nhất ngành ăn uống mới có khả năng mang lại lợi nhuận cho tuổi Tân Hợi, còn lại các ngành khác đều gặp bế tắc. Một trong những nguyên nhân khiến Tân Hợi gặp rắc rối trong công việc là do ảnh hưởng của thiên hình, sao này khiến Tân Hợi dễ bị kích động và nóng giận, không biết điều tiết cảm xúc. Nếu Tân Hợi không biết tự kiềm chế bản thân, Tân Hợi sẽ dễ gây mất lòng người khác và mang lại tai họa cho mình. Tân Hợi không nên tự biện minh rằng mình chỉ sống chân thành và thật lòng, vì điều đó sẽ chỉ khiến người ta ghét bỏ Tân Hợi hơn. Tuy nhiên, Tân Hợi cũng không phải quá lo lắng về tài chính, vì Tân Hợi vẫn có sự bảo trợ của thiên tài, giúp Tân Hợi có những quyết định đúng đắn trong việc đầu tư và chi tiêu, mang lại cho Tân Hợi những nguồn thu nhập ổn định
và dồi dào, Tân Hợi sẽ có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong tháng này. Để cải thiện tình hình công việc, Tân Hợi cần phải tự nhìn lại mình và sửa đổi những sai lầm. Tân Hợi có thói quen cao ngạo và kiêu ngạo, khi thành công dễ làm cho người khác ghen ghét và đố kỵ. Tân Hợi cũng hay làm việc theo cảm tính, không có sự chuẩn bị và lập kế hoạch kỹ lưỡng. Đôi khi Tân Hợi lại quá nhiệt tình và cố gắng hết mình, đôi khi Tân Hợi lại chán nản và bỏ cuộc. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của Tân Hợi. Vì vậy, Tân Hợi nên thay đổi phương pháp làm việc, học hỏi từ những người có kinh nghiệm và thành công hơn mình. Tân Hợi nên xác định rõ mục tiêu và lộ trình để đạt được nó, không nên vội vàng hay chủ quan. Tân Hợi cũng nên biết cách hợp tác và giao tiếp với người khác, tránh xung đột và mâu thuẫn không cần thiết. Như vậy, Tân Hợi sẽ có thể vượt qua những khó khăn trong công việc và kinh doanh. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng đặc biệt cho 12 con giáp khi sao Thất Xích, sao mang theo may mắn và thành công, bay về phương Đông Bắc. Đây là phương vị thuộc về bản mệnh Tân Hợi, cho thấy rằng bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội phát tài trong tháng này. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được những cơ hội này, Tân Hợi cần phải là người biết chấp thời cơ, linh hoạt và quyết đoán. Đừng do dự hay chần chừ khi có cơ hội trước mắt, hãy nhanh tay nắm bắt lấy và làm việc chăm chỉ để không phải hối tiếc về sau. Bản mệnh Tân Hợi là người có khả năng kiếm tiền và giữ tiền rất tốt. Tân Hợi luôn biết cách quản lý tài chính hiệu quả và tiết kiệm cho những khoản chi tiêu quan trọng. Tuy nhiên, trong tháng này, Tân Hợi cũng sẽ gặp phải không ít khoản chi tiêu khác nhau, có thể do những yêu cầu của gia đình, bạn bè hay công việc. Đôi khi Tân Hợi sẽ phải rút hầu bao để trang trải những khoản chi tiêu này, nhưng Tân Hợi không nên lo lắng quá. Nếu những khoản chi tiêu này có thể giúp đỡ thêm nhiều người xung quanh mình, như gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp, thì Tân Hợi nên coi đó là một cách đầu tư vào mối quan hệ của mình. Tân Hợi sẽ nhận được sự trân trọng và tôn trọng từ những người xung quanh, và đó cũng là một loại tài sản không kém phần quý giá. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải cẩn thận với ảnh hưởng của sao Tiểu Hao trong tháng này. Sao này sẽ khiến Tân Hợi tốn khá nhiều chi phí nho nhỏ như mua sắm vật dụng trong nhà, sửa chữa đồ đạc hay chi tiêu cho những thú vui cá nhân. Nhìn chung, những khoản chi tiêu này không ảnh hưởng quá lớn tới kế hoạch chi tiêu trong gia đình Tân Hợi, nhưng Tân Hợi cũng nên kiểm soát và hạn chế chúng để không bị lãng phí. Tân Hợi cũng nên xem xét lại những vật dụng trong nhà của mình, có thể bán hoặc tặng đi những thứ không cần thiết để giải phóng không gian và tạo ra nguồn thu nhập thêm. Nếu Tân Hợi có ý định đầu tư tiền bạc vào bất cứ lĩnh vực nào trong tháng này, Tân Hợi cần phải tìm hiểu rõ các mặt lợi và hại của nó. Tân Hợi không nên vào may mắn hay cảm tính, mà phải có sự phân tích và đánh giá kỹ lưỡng. Chỉ có như vậy Tân Hợi mới có thể thu được lợi nhuận mong muốn và tránh được những rủi ro không đáng có. Ngoài ra, thời gian này Tân Hợi cũng dễ bị nhầm lẫn. Nếu liên quan tới vấn đề tài chính, Tân Hợi cần phải kiểm tra thật kỹ tài khoản của mình trước khi mua sắm bất cứ món đồ nào. Đặc biệt là những món đồ có giá trị cao, Tân Hợi cũng nên hỏi rõ nguồn gốc và chất lượng của hàng hóa trước khi quyết định mua. Nếu không, Tân Hợi sẽ rất dễ bị lừa đảo hay mua phải hàng kém chất lượng, và khi đó Tân Hợi sẽ phải tiếc nuối vô cùng. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 tuổi Tân Hợi, bản mệnh có thể yên tâm về tình hình sức khỏe của mình nhờ có chế độ ăn uống hợp lý, ngủ nghỉ đúng giờ và vận động thường xuyên. Bản mệnh không chỉ giữ được sức khỏe ổn định mà còn cải thiện được nhiều khía cạnh khác như tinh thần, ngoại hình và sức đề kháng. Trong tháng 3 âm lịch năm 2024, bản mệnh không gặp phải những căn bệnh nghiêm trọng hay tai nạn bất ngờ. Nếu có những triệu chứng nhỏ như cảm lạnh, ho hay đau nhức, bản mệnh cũng có thể khắc phục nhanh chóng bằng cách uống thuốc kịp thời và nghỉ ngơi đầy đủ. Bản mệnh cũng nên theo dõi dự báo thời tiết để tránh những biến động bất thường của khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe. Để duy trì và nâng cao sức khỏe trong tháng này, hãy tham khảo những phương pháp sau đây. Ăn uống lành mạnh, bổ sung rau xanh và trái cây. Rau xanh và trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng cho cơ thể. Hãy đảm bảo Tân Hợi ăn ít nhất 5 khẩu phần rau xanh và trái cây mỗi ngày, đa dạng về loại và màu sắc để tối ưu hóa lợi ích dinh dưỡng. Hạn chế đường và chất béo để giữ cân nặng và ngăn ngừa bệnh tật. Hạn chế lượng đường và chất béo trong khẩu phần ăn hàng ngày. Hãy tập trung vào các loại thực phẩm giàu chất xơ và protein để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vận động thường xuyên, tập thể dục đều đặn. Tập thể dục không chỉ giúp Tân Hợi giảm cân, tăng cường sức bền và sức mạnh cơ bắp, mà còn giúp tạo ra hormone endorphin, làm tăng cảm giác hạnh phúc và giảm căng thẳng. Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho việc tập thể dục. Có thể chọn những hình thức phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, yoga hay nhảy dây. Thiền giúp tĩnh tâm. Thiền là một phương pháp giúp Tân Hợi thanh tịnh tâm trí, giải tỏa áp lực và lo lắng, tăng cường sự tập trung và ý thức. Hãy dành ra 10,
15 phút mỗi ngày để ngồi yên lặng, hít thở sâu và quan sát suy nghĩ của mình. Điều này sẽ giúp Tân Hợi duy trì tinh thần lạc quan và bình tĩnh trong cuộc sống hàng ngày. Uống nhiều nước là yếu tố quan trọng. Nước giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường chức năng của các cơ quan và làm đẹp da. Hãy uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng và trước khi đi ngủ để duy trì sức khỏe tốt. Tránh các chất kích thích rượu bia và thuốc lá là những tác nhân gây hại cho sức khỏe của Tân Hợi. Hãy hạn chế hoặc ngừng hẳn sử dụng những chất kích thích này để bảo vệ sức khỏe của mình. Những phương pháp vừa rồi sẽ giúp Tân Hợi duy trì và nâng cao sức khỏe trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Chúc Tân Hợi luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Vừa rồi là dự ngôn luận giải tổng quan về tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Tân Hợi. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Tân Hợi sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Tân Hợi cùng lắng nghe. Dự ngôn tổng tử vi của tuổi Tân Hợi trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Tháng 4 âm lịch này sức khỏe của người cầm tinh con lợn không có gì đáng ngại. Nhìn chung nếu Tân Hợi vẫn duy trì được thói quen rèn luyện thể thao, ăn uống và sinh hoạt điều độ, thì bệnh tật nào cũng lui, tinh thần minh mẫn và thêm yêu đời. Dù vậy, Tân Hợi vẫn nên chú tâm cân bằng cuộc sống, phân chia thời gian làm việc và nghỉ ngơi rõ ràng, và cho phép bản thân được nghỉ khi không thể đáp ứng được những yêu cầu của não bộ. Khi Tân Hợi nghỉ ngơi đầy đủ, cũng là lúc cơ thể được nạp năng lượng sung mãn nhất, có như thế mới đủ sức thực hiện dự án dài hơi. Mặc dù công việc có nhiều biến động, nhưng tài vận của tuổi Tân Hợi vẫn bình ổn trong tháng 4 âm lịch này. Nhìn chung, Tân Hợi không phải lo lắng hay suy tư quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Với lối tư duy tài chính nhạy bén, cộng thêm với khả năng thực chiến cao, đi đâu hay làm gì tuổi Hợi đều có đời sống vật chất đủ đầy. Trong tháng 4 âm lịch, chính tài tăng nhẹ, thứ tài cũng khởi sắc, điều đó báo hiệu một vài hạng mục đầu tư đang sinh lời, hãy thận trọng đưa ra những quyết định sáng suốt. Tân Hợi sẽ thu về không ít lợi nhuận, có điều, cần biết điểm dừng, quá tham lam khiến Tân Hợi dễ dàng bị lừa gạt. Tân Hợi nên theo dõi tử vi hàng ngày để có được lời khuyên hữu ích về tài chính. Những chi phí phát sinh trong tháng khá lớn, một số Tân Hợi thỏa nguyện ước mơ mua nhà cửa, xe cộ hoặc đi du lịch xa ngay từ đầu tháng. Tuổi Hợi hãy lên kế hoạch chi tiêu càng chi tiết càng tốt, tránh tình trạng đầu tháng rủng rỉnh, cuối tháng phải đi vay mượn. Luận tử vi năm 2024, bước sang tháng 4 âm lịch, được ngũ hành tương sinh tương trợ, nhìn chung vận trình sự nghiệp của bản mệnh hanh thông trôi chảy. Người làm công ăn lương có một tháng khá nhàn hạ, công việc tiến triển theo đúng tuần tự kế hoạch, không phải tất bật bon chen nhiều mà thành quả đạt được cũng khá. Người kinh doanh, buôn bán, mua may bán đắt, không ít cơ hội làm giàu, thời điểm này bản mệnh có thể đẩy mạnh kinh doanh, tham gia dự án đầu tư lớn, tỷ lệ thành công cao, vốn trọng chữ tín, lại khá nhạy cảm về tài chính. Một khi tuổi Tân Hợi đã tập trung làm gì, việc ấy cầm chắc nhiều phần thành công. Nhưng lưu ý, nguyệt lệnh tử tại Hợi, ý chỉ vận trình sẽ dần suy thoái, đang lúc vượng cần cân nhắc đến lúc suy, lúc mọi sự thuận lợi cần tranh thủ đưa ra phương án tiếp theo cho lộ trình phát triển sự nghiệp, có như thế Tân Hợi sẽ luôn tiên phong, không bao giờ bị tụt hậu. Lâm tử cung khiến tinh thần tuổi Tân Hợi sa sút, hay suy nghĩ, lo lắng, đa sầu đa cảm, nhưng cũng có những khi hành động cứng nhắc, đã giận người khác là không thương tiếc, nói ra những lời khiến tinh thần họ bị tổn thương. Nếu không tiết chế cảm xúc, bản mệnh dễ kết thêm thù, bớt đi bạn, không có lợi cho con đường công danh sự nghiệp. Nếu Tân Hợi đang muốn học hỏi thêm một lĩnh vực nào đó nên nghĩ tới việc thay đổi phương pháp học tập. Trong suốt thời gian qua bản mệnh đã cố gắng, nhưng có vẻ như kết quả đạt được chưa xứng đáng, không thể hiện được điều đó. Vì vậy cần thay đổi cách nhìn, lối tư duy, phương pháp học càng sớm càng tốt. Bản mệnh vốn lanh lợi, hoạt bát nên sẽ không khó để thích nghi với những điều mới. Hãy mạnh dạn thay đổi để tiến lên phía trước ngoạn mục hơn. Tháng 4 âm lịch này nhờ có thêm tả phù giúp đỡ, gia tăng thêm phần tốt, chống đỡ lại các hung tinh mang đến điểm xui xẻo. Nên vận trình tình cảm của người tuổi Tân Hợi càng trở nên êm ấm hơn bao giờ hết. Thời điểm này, các cặp đôi từng có những căng thẳng, mâu thuẫn, cảm thấy xa cách thì nay có cơ hội hàn gắn. Khi họ ngồi bên nhau trò chuyện và góp ý cho nhau với thái độ cầu tiến, họ càng cảm thấy trân trọng hơn nữa tình cảm mà đối phương đang dành cho mình. Nhiều cặp đôi từng xa cách vì khoảng cách địa lý thì nay có cơ hội gặp gỡ, gia tăng sự kết nối khi hai người có cơ hội ở bên nhau và trải qua những kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau. Nhìn chung, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tân Hợi tháng 4 âm lịch này không có gì đáng lo ngại cả. Nếu Tân Hợi đã xem đây là vấn đề ưu tiên của mình bên cạnh sức khỏe, thì không có lý gì mà đời sống tình cảm không vui vẻ cả. Ngũ hành tương sinh giúp cho người độc thân tin tưởng vào tình cảm tốt đẹp sẽ đến với mình khi nhìn thấy những người xung quanh đang sống trong hạnh phúc.
Thời điểm này, mặt tình cảm của các cặp đôi cũng rất thăng hoa, thậm chí còn có những kế hoạch xa hơn cho tương lai của cả hai. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Tân Hợi 1971 nỗ lực hơn người, Phật trời ưu ái, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Tân Hợi thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng, thời tiết những ngày vừa qua chẳng dễ chịu là mấy. Cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn. Và lưu thông cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt, thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe, thì Minh Đường Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này. Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can, những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh Tân Hợi trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Về phương diện sức khỏe, thể trạng của người tuổi Tân Hợi trong tháng âm lịch được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tuy trong tháng bệnh nặng không mắc, nhưng đừng vì thế mà những chú heo lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Tân Hợi vẫn nên cố gắng duy trì lối sinh hoạt khoa học, ăn uống đủ đầy, rèn luyện thể dục thể thao tùy sức để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bên cạnh đó, nếu Tân Hợi có thể sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn, nắm được tình trạng cụ thể của cơ thể sẽ thêm phần an tâm. Luận về tài vận tháng 5 âm lịch này, người tuổi Tân Hợi biết quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để dùng dình chi tiêu. Con giáp này tính lo xa nên chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất, có tài vận ổn định, những chú heo có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Hơn thế nữa, bản mệnh lại chăm chỉ, cần cù nên cũng được trời thương. Làm ăn buôn bán không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Có điều, lịch vạn niên nhắc nhở bản mệnh hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình, chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí. Bởi có thể chỉ một phút bốc đồng, có thể khiến Tân Hợi rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ, dù thế nào đi nữa. Hãy yên tâm vì Tân Hợi là một trong những con giáp có nhiều tháng may mắn nhất năm 2024, còn nhiều thời gian để tăng tốc tài vận cho chính mình. Xem tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Tân Hợi được cục diện tam hội thái tuế, thích hợp với nguyệt lệnh lâm đế vượng che chở. Công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp gặt hái không ít thành công lớn, mang về cả danh tiếng và tiền bạc. Các kế hoạch dù là mới tiến hành hay tái khởi động đều diễn ra trôi chảy, Tân Hợi không cần quá vất vả, nhưng vẫn có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn. Nhìn chung, mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi Tân Hợi cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao. Dù đôi khi Tân Hợi vẫn có những ý tưởng bốc đồng, song không thể phủ nhận tính đóng góp và nhiệt huyết của con giáp này. Tuổi Tân Hợi hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều để chấp lấy thời cơ thăng tiến trong tháng năm này. Có như vậy, vận xui phải chịu trong năm phạm thái tuế có thể giảm bớt phần nào. Thời điểm này, bản mệnh cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù là người đang công tác trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau. Miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến, giai đoạn quan trọng như thế này đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp mà mình đang may mắn sở hữu nhé. Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc, các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn vì ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tất nhiên áp lực là thứ không thể thiếu, chẳng có con đường nào tới thành công trải toàn hoa hồng. Song con giáp này dám chấp nhận thử thách để có được thứ mình muốn. Sự xuất hiện của dịch mã động tinh thôi thúc bản mệnh xông xáo, chủ động tiên phong trong mọi việc. Điều đó đồng nghĩa là những chú heo sẽ có một tháng bận rộn, nhưng bù lại, có nhiều cơ hội khẳng định tài năng phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, con giáp này có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, làm gì cũng chu toàn nên vận quý nhân khá vượng. Sao hữu bật xuất hiện, Tân Hợi hễ dự tính làm gì sẽ thực hiện bằng được, tỷ lệ thành công cao, được cấp trên tin tưởng giao nhiều trọng trách. Bước sang tháng 5 âm lịch, tuổi Tân Hợi được cả một dục và thiên diêu chủ đào hoa chiếu mệnh, nên nhân duyên khởi vượng, hanh thông, đi đến đâu cũng được người yêu kẻ mến. Các tinh không chỉ xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, mà còn đem đến cho Tân Hợi nhiều niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Những cuộc gặp gỡ,
xã giao diễn ra hài hòa vui vẻ, giúp tinh thần của Tân Hợi khá thoải mái. Người độc thân sẽ được lợi hơn cả khi có đào hoa tác động, bản mệnh có nhiều cơ hội thoát kiếp độc thân, kết nối tơ duyên của mình cần chủ động nắm bắt, tình cảm như khai hoa kết trái, các cặp đôi dễ nên duyên hòa hợp, nếu cảm thấy tình cảm chín muồi, hai người có thể tính chuyện lâu dài, hợp thức hóa mối quan hệ để có thể sớm chiều quan tâm và chăm sóc cho nhau. Các cặp vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra lời qua tiếng lại vì vấn đề tài chính, nuôi dạy con cái hay những quan điểm trái ngược, nhưng cũng là chuyện thường tình. Quan trọng vẫn là cả hai đang nỗ lực vun đắp cho mái ấm gia đình thì mọi thứ đều sẽ chuyển biến tốt đẹp thôi. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Tân Hợi 1971 nỗ lực hơn người, Phật trời ưu ái. Đúng 3 tháng tới từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót nếu có chỗ nào không phải. Mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Tân Hợi thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều trị hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Tân Hợi nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.